Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024, thằng nhỏ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một cơ sở y tế phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ điều trị bệnh ung thư miễn phí. Nơi đây được thành lập bởi nhà nghiên cứu Cha Vero Nguyễn Văn Tường với tấm lòng nhân ái và mong muốn giúp đỡ những người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm yêu thương cho không, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã và đang mang đến sự hỗ trợ y tế thiết yếu cho vô số bệnh nhân ung thư. Nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại cùng với đội ngũ y sĩ và nhân viên giàu chuyên môn tận tâm. Mới đây, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không để thầy nên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã nhận được món quà vô cùng ý nghĩa từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cặp hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đây là món quà thiết thực thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đến thế hệ tương lai, đặc biệt là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp cho các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các em trên con đường học vấn. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn trân trọng và biết ơn sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhờ có những tấm lòng nhân ái ấy, phòng khám có thể tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình mang đến hy vọng và sự sống cho những bệnh nhân ung thư. Kính thưa quý bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã nhận được sự ủng hộ quý báu từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Món quà là bánh mì chay và bữa sáng dành cho các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám. Sự hỗ trợ này thể hiện lòng nhân ái và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng dành cho những người đang chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư. Bánh mì chay và bữa sáng không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng thiết yếu mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các thầy và nhân viên, giúp họ tiếp tục tận tâm cống hiến cho việc cao cả của mình. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn trân trọng và biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhờ có sự chung tay góp sức của cộng đồng, phòng khám có thể tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư một cách hiệu quả nhất. Cô tên là Hoàng Thị Chữ, đến từ Cam Ranh, Khánh Hòa. Khi đầu thì thấy sao nó không được bình thường, nó cứ ra máu, cứ vài ngày nó ra nó lại hết rồi. Cái thấy như vậy thì mình đi vô Đại học Y Dược khám thì họ cho biết là khối u ác tính 90%, mà điều trị thì cô không điều trị ở Tây Y mà cô qua chỗ chùa Long Long Hương ở Đồng Nai á, uống thuốc nhưng mà sau 3 tháng thì thấy không được mà bụng nó lại bị sưng lên. Cho nên có người bạn giới thiệu xuống đây thì cô xuống dưới cha như các thầy. Ăn thì chỉ có lạt miệng thôi chứ còn thì thật ra thì đau ốm, đau rồi trong người không có bị đau. Nó chỉ có sưng cái bụng lên là mình thấy nó bất bình thường thôi. Chứ còn ngủ thì ngủ được. Mà ăn thì bây giờ là ăn theo cái phương pháp là ăn gạo lứt. Cho nên đấy là 5 tháng này cô không ăn rau và không ăn cái gì hết ngoài gạo lứt. Cô thấy cái phác đồ của phòng khám vậy thì cô có thể giữ được như thế nào? Cô có thể chia sẻ. Cô giữ được 100%. Tại vì cô thấy như ăn như vậy là cô sẽ theo được. Cụ thể là nhà ăn cháo nano và uống thảo dược thì cô nghĩ là cháo thì cũng dễ ăn mà thảo dược thì cũng dễ uống. Đó, cho nên cô sẽ theo được. Thì cô rất là có cảm tình với tất cả các thầy thuốc ở đây. Cô thấy là mình tới mà tiếp đón chu đáo cho nên đấy là mình thấy cũng an tâm rồi để cho mình chữa bệnh. Và cô cũng rất là vui là khi mà tìm được ra chỗ cha với các thầy ở đây. Triệu chứng của tôi là bị khối u ở thận, mình đi đến bệnh viện Bình Dân mình làm xét nghiệm thì nó bảo là có một khối u ác sau phúc mạc. Tư vấn và điều trị thì bảo là bây giờ phải mổ. Sức khỏe tôi lúc này rất là đau, phải uống thuốc giảm đau hàng ngày.
À, thì bảo ăn cháo uống thảo dược hàng ngày thôi, không ăn đồ, không ăn đồ động vật. Vậy anh thấy như vậy anh có giữ nổi không? Dạ giữ được ạ. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.